Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Quê Miền Tây. Lời nói đầu tiên, em mến chúc đại gia đình của mình thật nhiều sức khỏe, bình an, thành công trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Hôm nay em có một chuyến đi Bạc Liêu, thì em đi viếng mẹ Đông Hải, đi bằng đường sông và trải nghiệm rất là thú vị. Bức tượng của mẹ đứng cao hơn 43 mét, rất là trang nghiêm, trời xanh mây trắng. Thì em mời quý cô chú anh chị và các bạn theo chân em nha. Thì đoàn của em vừa mới đến bến sông, cả nhà mình có thể đi ít người, thì đi xe nhỏ thì có thể đi bằng đường bộ, còn em đi rất là đông cho nên là đi bằng tắc ráng. Bây giờ cô chú anh chị đang chuẩn bị bước xuống tắc ráng để trải nghiệm đầy thú vị trên một con sông dài rất là mát mẻ và thoải mái luôn. Khi quý du khách đến đây được đi lễ Phật viếng mẹ Đông Hải và trải nghiệm con đường sông, sông nước miền Tây rất là hữu tình, cảnh thì rất là đẹp, thiên nhiên nơi đây nhìn rất là trong lành, không khí thì thoải mái mát mẻ. Quý du khách đi đến đây thì sẽ quên mọi phiền lo bộn bề trong cuộc sống. Chúng ta hãy trải nghiệm một con đường sông như thế này để tận hưởng những phút giây thật là êm đềm bên dòng sông, và cảnh xung quanh đây thật là bình yên và mát mẻ. Em mời quý chú anh chị và các bạn ngắm cảnh sông nước miền Tây cùng với em nha. Đất nước Việt Nam ta có vô vàn cảnh đẹp, từ rừng núi cho đến những cành mơ nở trắng rừng, cho đến một vùng biển mênh mông bao la với biển xanh và cát trắng. Vậy có ai đã từng ngắm nhìn khung cảnh một dòng sông nước mênh mông và cảm nhận cái vẻ đẹp riêng biệt của nó hay chưa? Tôi đã từng được đi về miền Tây và tham quan du lịch những cảnh sông nước miền Tây rất là nhiều, nhưng thích nhất vẫn là con sông Phúc Tòng này. Sông Phúc Tòng rất là dài, chạy đến chùa Hưng Thiện Mẹ Đông Hải Bạc Liêu. Tiếng mái chèo khua nước lao sao, nắng lên thì mặt nước lấp lánh, dòng sông mang phù sa cuồn cuộn trôi xuôi theo dòng nước, bầu trời trong xanh in bóng xuống mặt sông. Khi gió nhẹ thổi qua, mặt nước sông nhấp nhô gợn sóng. Chùa Hưng Thiện tọa lạc tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Nơi đây có tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát mà người dân địa phương gọi là Mẹ Đông Hải, cao hơn 43 mét, và là bức tượng Phật cao nhất miền Tây tính đến thời điểm hiện nay. Chùa Hưng Thiện nằm cách trung tâm thành phố Bạc Liêu khoảng 10 km. Chùa nằm trong vùng nông thôn sâu, được bao bọc xung quanh là đồng ruộng và một con sông Phúc Tòng chảy qua trước mặt chùa. Chùa Hưng Thiện được xây dựng trong khuôn viên rộng khoảng 2 hecta, thoáng đãng, sạch sẽ, trang nghiêm, thanh tịnh, được trồng rất nhiều cây xung quanh. Tại trung tâm của khuôn viên chùa là tượng Phật Đài Quán Thế Âm Bồ Tát, được chùa dựng trên một bệ đỡ hình hoa sen có độ cao 10 mét, toàn thân tượng cao 33 mét. Khi bước vào cổng tam quan của ngôi chùa, du khách có thể nhìn thấy 32 bức tượng Phật Quan Âm trong tư thế đứng ngồi hai bên, được xem là những ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm hóa độ chúng sanh, tạo nên vẻ đẹp ấn tượng trong mắt khách thập phương. Bây giờ thì cậu và các cô đang chuẩn bị hoa quả để dâng lên lễ Phật. Thì em mời đại gia đình của mình ngắm khuôn viên chùa và lễ Phật cùng em, và cầu cho chúng sanh gia đình gia đạo được mạnh khỏe bình an.
Bức tượng có hình dáng Phật Bà, một tay cầm lọ nước thần, một tay niệm kinh chú, với màu trắng chủ đạo, được trang trí viền vàng ở những nếp áo. Tượng Phật ngự trên tòa sen với những cánh sen lớn màu hồng nhạt. Bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên thư thả toát ra từ khuôn mặt dịu hiền phúc hậu của bà. Đặc biệt, bên trong lòng tượng có thiết kế cầu thang để đi từ dưới lên trên gần đến đỉnh. Khi đi đến Bạc Liêu thì không ai không biết đến mẹ Đông Hải. Bạc Liêu rất là trang nghiêm và nơi đây linh thiêng. Đi đến đây thì ngày vía bà con rất là đông đúc luôn. Thì em đã lễ Phật xong, bây giờ em mời đại gia đình của mình ngắm xung quanh những bức tượng mẹ đứng hai bên, một bên đứng và một bên ngồi, hóa thân của những vị Bồ Tát che chở cho chúng sanh được mạnh khỏe bình an. Thì em mời đại gia đình của mình theo chân em nha. Qua quá trình hình thành hơn 150 năm, so với nhiều quá khứ lịch sử phi hùng, chùa Hưng Thiện đã trở thành điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo Phật tử và du khách gần xa đến tham quan chiêm bái. Du lịch Bạc Liêu, vạn cảnh chùa Hưng Thiện, bạn sẽ cảm nhận được không khí bình yên, thanh thản cho riêng mình, đồng thời thỏa lòng tín ngưỡng, nguyện cầu cho quốc của chú anh chị và các bạn gần xa trong và ngoài nước sức khỏe, bình an, thành công và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã nhín chút thời gian quý báu của mình mà xem hết video này. Xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Nếu như thích kênh, thích video mà em chia sẻ những khung cảnh chùa du lịch như thế này thì hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo video mới nhất từ em nha. Em chân thành cảm ơn ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video sau nhé. Xin chào, tạm biệt Bạc Liêu. Bye bye.